Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Digimon Na Na Na. Và hôm nay HNT sẽ đi làm nhiệm vụ nha các bạn. Ok, là cái vườn của chúng ta nó cho thu hoạch hơi bị bèo luôn ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ xem hôm nay có cái con gì nó tiến hóa đây. Mình ấp xong mà ấp được 3 cái trứng thôi nè. Yes, rồi nó biến ra thành cái gì đây? Na na na. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video ủng hộ giúp HNT nha mọi người. Wow, con gì đây? Ồ cha cha, khá là dễ thương luôn. Một bé. Ok, bé thứ hai đâu rồi? Bé thứ hai là đây. Xem nào. Bự 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 lên coi nào bé yêu. Oh yeah. Oh wow. Thì ra là con này nó lớn hơn được chút xíu. Còn cái con này là cái gì đây? Con này một mắt các bạn à. Con này chỉ có một con mắt thôi. Wow, tiến hóa lên nào. Umbala cana xí mùi. Cục xí mùi gì đây? Ây da, con này giống con mực quá các bạn ơi. Hay là bạch tuộc mực hay sao mới có một mắt ấy. Mà chân nó là không phải là bạch, là mấy cái tua. Mà chân nó là giống như cái gì đó để đi vậy đấy. Khá là lạ. À, bây giờ chúng ta sẽ nhận thưởng nào. Ok. Qua đây xem nhiệm vụ hay nào các bạn. Wow. Wow wow, được 5 điểm nữa nè. Nhận cái này đi để chúng ta có đủ rồi chúng ta sẽ có thể quay ra một cái con Megadon chẳng hạn. Yeah. Sao rồi? Xem coi nào. Ok. Nó không cho mình nhận cái gì nó màu vàng cái gì. Rồi. Giờ HNT sẽ nhảy ra ngoài đây. Nhận hàng coi, hàng về. Oh yeah, được mười mấy điểm. Chúng ta còn thiếu chút xíu, 12 điểm các bạn, được 12 điểm. Còn thiếu chút xíu nữa. Phải có chút xíu nữa là chúng ta sẽ thể quay được. Bây giờ chúng ta đi chiến đấu đi. Ok, hôm nay sẽ chiến ở đâu đây? Cái cửa này là cái cửa mới à. Lượm màu vàng các bạn. Ở đây là tốn 30 luôn ấy. Tốn 30 thể lực luôn để quýnh một trận. Đó chắc là rất là khó hay sao đấy. Gây còn nhiệm vụ hàng ngày để xem hôm nay nó cho mình cái gì đây. Cái màu xanh. Màu xanh thì cũng chưa cần thiết lắm. Ok, mình sẽ cho các bạn xem cái trận đấu ở đây nó như thế nào. Action. Và không biết là có thể giành chiến thắng không nha các bạn. 30 thể lực. Ok, HNT sẽ chơi khô máu luôn. Wow, và bây giờ cuộc chiến bắt đầu. Xem nào. Chúng ta phải đấu với đầu tiên là hai con. Ấy da, thở nó quýnh cái con mạnh nhất của team mình. Bớt giỡn nào. Ơi, một pha lao rồi là tốc độ cực kỳ nhanh. Quá nguy hiểm các bạn à. Có lẽ là chúng ta cảm thấy hơi bị bối rối. Nhưng mà tấn công tên bạn nào. Trời ơi không chết. Tuyệt chiêu luôn. Lại tuyệt chiêu thứ hai. Quá tuyệt vời. Một em đã ngã xuống. Hai viên đạn bắn ra từ vú khủng long nào. Ây da, hơi căng thẳng đây. Oh my god. Ngôi sao sử dụng tuyệt chiêu. Quá tuyệt vời là mid. Bây giờ thì tem chúng ta bắt đầu chuẩn bị phản công. Tấn công nào anh em. Mày hả bởi đè đập cái con rồi là. Có cái mũi đó. Nó ủi kinh lắm. Một em đã ngã và bây giờ là chúng ta xử tới ngôi sao. Ngôi sao này cũng lầy lắm đấy. Ây da, nó đè cái con mạnh nhất của mình nó quýnh hoài luôn ấy. Mày hả bởi quá nguy hiểm các bạn à. Ok, bây giờ phải sử dụng tuyệt chiêu hay sao nó mới chết chứ. Quýnh thường nó không chết được. Và bây giờ nó xài chiêu với mình quá. Hình quá nó không có xài chiêu được. Bây giờ hãy xem tuyệt chiêu anh đại úp nào. Tấn công. Oh yeah, một em. Và bây giờ là hiệp số 2. Ây da da, khá là căng đây. Ây da, lại một cái chiêu ủi tốc độ nữa.
500 mấy máu các bạn. Khá là căng luôn ấy. Đúng rồi, xúc nó. Yeah, một em đang phải ngã. Bây giờ tới viên đạn từ vũ khủng long. Ha ha. Tấn công nào. Dạ, bây giờ nó chơi lại mình, nó sẽ tuyệt chiêu kìa. Quả tuyệt vời, mít rồi. Oh yeah. Bây giờ tên bạn tiếp tục xài tuyệt chiêu. Hình quá các bạn à, hai con này đều mít. Đây, cơ hội của HNT tới rồi. Anh em ta cũng nào, chích nào. Chích tên bạn nào. Dạ, bây giờ tên bạn bắt đầu bình thường rồi. Mày hả, bữa vẫn chưa chết các bạn à. Ngôi sao là ngôi sao này khá là lầy lội luôn. Ngôi sao lầy lội nhất năm. Dập liền anh em. Hãy xem anh đại tấn công. Văng vách liền chứ hả. Bây giờ chỉ còn lại một ngôi sao thôi. Lên đường không? Không lên. Ấy da, bung toàn là đại chiêu không. Bây giờ là hiệp số 3. Oh my god, cái con gì đây, sói ca chỉ một mình nó thôi à. Bây giờ là 1-3. Đừng nói là nó xài tuyệt chiêu. Biết lắm mà nó xài một mình nó, xài tuyệt chiêu cho ba đứa luôn. Căng. Oh my god, quýnh nó là xài quýnh chiêu thường không thấm các bạn. Nó quýnh thường lại mình này. Ê, chú biết quýnh thường rồi đó chứ hả. Chà, chúng ta quýnh thường hai lần luôn. Nó xài tuyệt chiêu là mình ăn hành luôn ấy. Hình quá, nó vẫn quýnh thường. Bây giờ anh đại chúng ta xài tuyệt chiêu nào. Ba chiêu không lẽ không chết hả bé. Văng vách. Trời ơi, không thấm. Quá nguy hiểm. 400 đạn từ vũ khủng long. Ây da, nó chỉ mất nửa cây thôi. Bây giờ là nó quất lại mình, không biết có sao không đây. Oh my god. Ăn hành kìa. Quá sai lầm các bạn à. Nếu như mà HNT để đúng thì chúng ta có thể giành chiến thắng rồi. Không sao, bây giờ chúng ta phải hồi sinh cho mấy con của chúng ta lại để có thể hạ cái con này, vì này tốn tới 30 thể lực, lượng rất là cay cú luôn. Bây giờ phải xúc tem bạn thôi. Thì chiêu anh đại. Mày hả bởi. Quá tuyệt vời. Cuối cùng thì một trận thắng nó thuộc về tem HNT Channel. Cái này do mình để auto quýnh cho nó lẹ. Nếu như quýnh tay thì chắc chúng ta không cần phải hồi sinh lại đâu. Sai lầm một chỗ đó là ở cái hiệp số 2 thì không có gì hết mà chúng ta xài toàn skin mạnh không. Ok, món quà nhỏ bé luôn. Wow, được một cái con sói. Được một cái con sói ca các bạn. Oh my god, quất cái nữa là lên phải 40 thể lực mới đập lên được trận ở trên nữa. À, bây giờ chúng ta hết thể lực rồi, chúng ta quánh mấy trận ở dưới vậy. Còn có 16 thể lực thôi. 16 thể lực thì đủ đập trận ở dưới cùng hà. Ôi, nhưng mà trận dưới cùng là ngôi sao. Ở trên mới là sói. Quánh ở trên chúng ta mới được mảnh sói. Ô, ở đây cũng có mảnh sói nữa nè. Nhưng mà ở đây hình như là 20 thể lực. Ây da, căng đây. HNT sai lầm quá. Thôi, chúng ta sẽ đấu ở đây vậy. Đó, quýnh ở đây để kiếm thêm 2 viên nữa. Action. Wow, và bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc chiến thôi nào. Xem nào anh em. Bây giờ là 3-3. Đây, tuyệt chiêu của cái con này giống cái con gì ta. Bồ cạp, không phải. Có hai cái càng các bạn, nó có hai cái càng bổ hút như cái con bổ hút vậy đó. Con bổ hút ở ngoài ấy. Này mình nhìn nó thấy khá là giống con bổ hút luôn ấy. Nó có hai cái càng ủi. Ok, và bây giờ chúng ta tới cái màn số 2. Ô, con này là cấp 4 của mình nha các bạn, rất là mạnh luôn. Chỉ có cái con khủng long là chưa tiến hóa lên được. Vì con này khủng long thiếu chất dinh dưỡng. Cho nên HNT chưa đủ khả năng để tiến hóa nó lên. Ô, còn cái con này nó chơi cục phân 10-3, nó chọi mình luôn. 1-3. Ây da, tuyệt chiêu ngôi sao kìa, quá đẹp luôn. Mấy con này đều sử dụng một chiêu mà gây sát thương cho ba con luôn ấy. Đúng là không hề nhẹ tí nào. Bây giờ là chúng ta tới cửa số 3. Tem HNT đang rất là hổ báo rồi, cho nên là mấy con này không làm khó được mình. Tấn công nào. Ô, tuyệt chiêu. Quá tuyệt vời, thật sự cái chiêu đó là rất là mạnh luôn đấy các bạn. 4000 mấy đam luôn.
Hai quả tên lửa từ vũ khủng long. Wow, và các bạn đi xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video ủng hộ giúp mình nha. Và mọi người thích mình làm về cái game gì thì hãy comment bên dưới luôn, HNT sẽ tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.